Nếu như không có camera ghi lại, chắc chắn các bạn sẽ không tin những thứ sau đây đang tồn tại. Các bạn thân mến, thế giới xung quanh chúng ta luôn chứa đầy những điều bí ẩn và kỳ quái. Có những thứ tồn tại bạn sẽ không bao giờ tin được là chúng có thật luôn. Và series cực kỳ hấp dẫn tập hợp những thứ kỳ lạ nhất mà bạn chỉ có thể nhìn thấy một lần trong đời đã quay trở lại rồi đây. Chỉ có trên Nghiện Khám Phá này mà thôi. Anh em nhớ like, subscribe cái nhẹ nha mọi người. Bây giờ thì vào việc. Thứ nhất, Jetpack. Nếu như bạn nào yêu thích truyện tranh Doraemon thì chắc chắn các bạn sẽ muốn sở hữu cho mình ngay một chiếc chòng chống tre. Nghĩ thử mà xem nào, nếu thức dậy muộn, học hay là đi làm trễ đó, chỉ cần gắn chòng chống tre là bạn có thể bay vèo vèo như chim gọi. Và tất nhiên, ước mơ không còn là mơ ước nữa, vì công nghệ tiên tiến đã cho ra đời một thiết bị cực kỳ xịn sò, ba lô phản lực mang tên Jetpack. Ảo chưa? Chỉ cần đeo vào là bạn có thể tung cánh bay như thế này nè, trời ơi. Công ty Jetpack Aviation là đơn vị thiết kế và bán rộng rãi Jetpack này, động cơ phản lực đầu tiên trên thế giới. Jetpack có 6 động cơ phản lực, luồng nạp nhiên liệu dầu hỏa, dầu diesel đạt vận tốc hơn 300 km/h trong 12 phút, ghê chưa? Và Jetpack hứa hẹn sẽ là một phương tiện cá nhân trong tương lai. Không biết đến bao giờ chúng ta mới được sở hữu phương tiện này để mà đi làm, đi học các bạn ha. Tôi đã quá là mệt mỏi với cái việc tắt đường kẹt xe lắm rồi. Thứ hai, Sea Bunnies, thỏ biển. Ôi là trời, vừa nhìn sinh vật này chắc chắn các bạn cũng thốt lên rằng đáng yêu quá giờ. Cái cục bông trắng với hai chiếc tai có nickname là Sea Bunnies, thỏ biển đó nha. Những người bạn bé nhỏ này được tìm thấy chủ yếu ở ngoài khơi Nhật Bản. Thực chất thì chúng thuộc họ sên biển, nhưng có giao diện thực sự là cute. Sea Bunnies có bộ lông màu trắng hoặc là vàng, điểm nhấn là hai cái tai nhọn và những cái đốm đen nè. Chúng khá là nhỏ, chiều dài thì chưa đến 1 inch, tức là tương đương 2.54 cm á. Mặc dù trông có vẻ yếu đuối, nhưng những kẻ săn mồi lại luôn tìm cách tránh xa những em thỏ biển nhỏ bé bé nhỏ dễ thương này nha. Vì sao? Chúng cực kỳ độc luôn. Chất độc này là thức ăn của Sea Bunnies đấy, là những chiếc bột biển chứa đầy độc tố. Và đáng tiếc nha, thỏ biển cute lại có vòng đời rất là ngắn, thì trung bình chỉ vài tháng đến một năm mà thôi là nó đai rồi. Ước gì có một em pet như thế này nuôi trong nhà thì thấy cưng phải biết các bạn ha. Thứ ba, sạc điện thoại dây rốn. Ôi 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 trời ơi, có thứ kinh dị gì đó đang nuốt chặt chiếc điện thoại kìa. Liệu các bạn có cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy những hình ảnh này hay không? Thực chất thì nó chỉ là một cái dây sạc iPhone đầy tính sáng tạo của nhà thiết kế Nhật Bản Mio Izawa mà thôi nha. Trong nó gần giống như một sợi dây rốn gì đó. Sạc điện thoại được làm thủ công hoàn toàn bằng silicon, tạo ra một vẻ ngoài giống hệt bộ phận cơ thể người. Điểm đặc biệt khiến cho sản phẩm nổi tiếng chính là nó có thể cựa quậy giống hệt sinh vật sống luôn. Và tất nhiên, giá sản phẩm cũng không hạt rẻ chút xíu nào nhá. Để sở hữu bộ sạc dây rốn này, các bạn phải bỏ ra 6.000 đô, là tương đương có 139 triệu chứ nhiêu, giá chát cắt cổ ha. Bạn có sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua chiếc dây rốn sạc điện này hay không? Thứ tư, cỗ máy xây nhà. Rồi, nếu như các bạn đã từng chứng kiến một người thợ xây nhà xếp từng viên gạch, trộn vữa, trát xi măng, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng một cỗ máy lại có thể thay thế được họ, đúng không? Wow, hãy nhìn cái hệ thống này đi nè, quá mượt mà. Thay vì xếp từng viên gạch nhá, cỗ máy này sẽ giúp các công nhân trải một thảm gạch khổng lồ trên đường. Thời gian được rút ngắn xuống nhiều lần, người công nhân chỉ cần là vận hành máy thay vì đóng từng viên gạch. Và nếu như phát minh này mà rộng rãi trên toàn thế giới thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời rồi các bạn ha. Thứ năm, túi bảo vệ người tuyết. Thiệt chứ, Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với những bộ phim không cần sớp nhưng vẫn hiểu, mà còn là đất nước của những phát minh kỳ lạ nữa kìa. Xin giới thiệu với các bạn nha, chiếc túi dành riêng cho việc bảo vệ người tuyết. Vâng, nếu như bạn muốn mang theo một em người tuyết dễ thương thì đây chính là cái túi tuyệt vời này đấy. Chiếc túi khá là nổi tiếng và phổ biến tại Nhật Bản bởi vì nó có thể giữ người tuyết của bạn ít nhất là một vài giờ cùng với cái củ cà rốt cắm ở trên đó. Có lẽ không nhiều người dùng đến phát minh này ha, tuy nhiên thì nó vẫn cứ thật sự đặc biệt, đúng không nào? Thứ 6, siêu máy bay.
Tôi cá là bạn chưa bao giờ thấy một con chim sắc nào to lớn và khổng lồ như thế này đâu. Xin được trân trọng giới thiệu Stratolaunch, siêu máy bay lớn nhất thế giới có hai thân với sải cánh bằng chiều dài cái sân bóng đá luôn đó trời. Việc phát triển mẫu máy bay này được kỳ vọng là sẽ tạo ra một phương thức phóng vệ tinh tiện lợi hơn là dùng bệ phóng tên lửa. Vì tất cả những gì cần cho một lần phóng chỉ là một đường băng dài để cất cánh. Hết rồi đó, siêu máy bay đã có khá nhiều lần được sải cánh trên bầu trời rồi đấy nha. Thứ 7, đàn xylophone lớn nhất thế giới. Hãy tưởng tượng vào một ngày đẹp trời, bạn đang đi bộ xuyên qua khu rừng và đột nhiên nghe thấy giai điệu êm dịu của bản giao hưởng vọng lại từ xa. Ô là trời, chiều thế chứ lại. Và đây chính xác là ý tưởng để tạo nên một chiếc xylophone khổng lồ giữa khu rừng Kyushu, Nhật Bản. Với hàng trăm mảnh gỗ có kích thước khác nhau, mỗi mảnh sẽ phát ra một nốt nhạc trầm bổng du dương tuyệt diệu. Trong đoạn video các bạn, một quả bóng gỗ đã lăn xuống, chạm vào từng phím và phát ra các nốt nhạc của bản Jesus Joy of Man's Desiring của Bach. Mê hoặc thật sự, đúng không mọi người? Cùng tôi nghe lại nào. Thứ 8, pháo hoa dưới biển sâu. Well, tại sao lại có một chiếc pháo bông gực gỡ và tuyệt đẹp đến như thế này ở dưới biển sâu vậy ta? Vâng, sinh vật đầy màu sắc kỳ lạ này đã được quan sát bởi một nhóm các nhà nghiên cứu từ tàu thăm dò EV Nautilus ở quần đảo Revillagigedo Archipelago ngoài khơi vùng biển Mexico vào cuối năm 2017. Trong khi tìm kiếm vài mẫu con cua thì các nhà khoa học đã rất là may mắn khi tình cờ ghi lại được vẻ đẹp bùng nổ như là ánh đèn neon của loài sứa đặc biệt này. Tất cả là nhờ thông qua một loại phương tiện cho phép điều khiển thăm dò ở dưới vùng nước sâu từ xa đó. Loài sứa kỳ lạ này được tìm thấy ở mật độ sâu rất là sâu, lên đến 4.000 feet, tương đương với hơn 1.219 mét nha các bạn. Sau khi tìm hiểu thì tôi được biết loài sứa này mang tên khoa học là Halitrophes maasi. Nhờ vào thiết bị điều khiển từ xa của đèn chiếu sáng này, chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp đặc biệt và vi diệu của nó. Đỉnh quá đỉnh. Thứ 9, bao video đọc sách trong bóng tối. Các bạn có muốn đọc sách vào buổi tối không? Nhưng mà không muốn làm phiền đến giấc ngủ của người khác. Đây, đơn giản là bạn không thích mở đèn quá sáng thì đây chắc chắn là một thiết kế dành riêng cho các bạn. Thay vì phải bí mật sử dụng chiếc đèn mờ mịt trên điện thoại để đọc ha, thanh đèn Bowie sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề này. Chỉ cần gắn vào sách thôi thì bạn có thể kiểm soát dễ dàng lượng ánh sáng chiếu ra. Cái đèn LED ấm áp sẽ chiếu một lớp ánh sáng đồng đều lên các cạnh. Thiết bị cũng có thể loại bỏ đến 99% ánh sáng xanh, do đó bạn không phải lo lắng về việc làm phiền giấc ngủ của ai khác khi mà đọc. Những bạn mọt sách phải sắm ngay cái em này về nhà ngay mới được. Thứ 10, lợn say rượu. Các bạn ơi, đã bao giờ thử cho các loài động vật uống rượu và xem phản ứng của tụi nó như thế nào chưa? Thực sự hài hước, thế nhưng mà con lợn béo đang xỉu ấp xỉu đau trên đất đang trong tình trạng say quắc cần câu nè trời. Chú lợn bê tha này đã thực sự uống rượu hả ta? Theo chủ sở hữu của con lợn này, một người nông dân ở Kentucky đã cho biết, đoạn video vui nhộn này là hậu quả của một đêm ngấu nghiến ngô lên men của lợn ta đó. Một ngày nọ, người chủ phát hiện là máng ăn chứa đầy ngô của bầy lợn đã bị nhiễm nước, tức là ngô đã lên men đó mọi người. Và ông đã ném luôn ngô ra ngoài cánh đồng, nơi không có bất cứ con vật nào gần đó. Ấy thế nhưng mà, trớ trêu làm sao, nhưng chú lợn đã sổng chuồng rồi vào cánh đồng rồi tự ăn ngô. Vậy là chúng đã say ngớt trên cành quất theo cái cách không thể nào kỳ lạ và hài hước hơn. Cho chùa cái tội nha, đã sổng chuồng lại còn tham ăn tục uống chi. Thấy cũng tội, mà thôi, kệ tôi nó. Các bạn thân mến, con lợn say rượu này cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Quả là ảo ma Canada đúng không nào? Các bạn đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi về những video thú vị như thế này nữa nha. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Qua Vô Cực và Nghiện Khám Phá tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye!